Em đóng cửa chị, trẻ con. Cái móng chị nó vẫn bị vàng vàng nhỉ, có phải? Vâng. Móng này khó gắn luôn. Cái này khó lắm này. Em nhìn Đức rồi. Cái quan trọng là đầu tiên mình phải rũa làm sao mình đút nó vào được. Đâu lắm này em. Cũng không gắn. Làm móng vuông hả chị? Móng xếp nóng được. Hay là hay là nhọn đi. Nhọn đi nhá. Nhọn hả? Ừ. Stiletto đi. Design làm stiletto chị thấy đẹp. Chị làm không? Chị cũng học móng vuông đúng không? Chị làm ấy, chị có đút vào tầm một cái cắt vào tờ giấy đét, nhét vào người không? Còn cái này mình lấy cái bút. Nhét vào giấy, dán vào đây này. Lấy cái bút chứ. Nó là cái này này. Dán vào đây này. Đấy, từ trước này. Để cho nó cứng á. Dán thêm vào đây này, khi mà cái form mình nó vào giấy nó đỡ bị dính vào ấy. Em thấy chị Lai xin chị làm thế, em cũng làm thế. Nó là cái này này. Thế à? Em thấy người ta làm một cái bộ cái bút vào đấy. Bộ cái bút là để nó có cái nó hình C curve. Dạ. Có đúng không? Không đúng rồi. Nó là giống như cái ống dạ. Này. Nhưng mà cái đấy phải đắp xong rồi mới cho được vào chứ. Nó cái ống này này. Hay là làm hình vuông, vuông hay là nhọn đây? Vuông hay nhọn đây? Cho nhọn nhé, cho nó khác đi. Đầu tiên là mình phải đo. Xong rồi chỗ nào cần cắt ấy, thì mình cắt. Làm sao nó khép được vào cái móng thật của mình. Cái này nó hơi lệch. Nó hơi lòng vòng. Có cái kéo tròn, có cái kéo tròn để cắt cái này nữa. Mình sẽ làm shape gì đây? Nhọn nhá. Em bóp tiếp luôn. Ừ đúng. Cái này em có thể em dùng cái clear, em tạo cái skeleton của nó giống như là em cái shape ấy, xong rồi em tháo cái form ra. Nếu mà cảm thấy nó dễ hơn mà em có thể em đắp luôn trên cái form cũng được. Nhưng mà nếu mà càng dài thì mình nên đắp clear trước, mình tạo cái shape. Em dùng cái cắt nào đấy? Không phải cắt ra gì. Không phải cắt ra. Cái kéo dài thì bạn cắt không. Đúng rồi. Cái cắt dao của chị cắt cái này là hỏng luôn. Em đo cái khoảng này, em cắt vào đi để cho nó khít cái móng rồi. Móng nó bị cụt rồi. Xong rồi, nhìn đây em cắt cái cạnh này. Cắt hai cái cạnh vào. Để cho cái phong của mình nó không bị bè to ấy. Cái màu vàng vàng không đi được nhỉ? Không sao thì ở dưới đâu không sao đâu. Thì có sần được không? Sần á? Nó vẫn này rồi cắt cái tai.
em phải cắt ở giữa một tí nữa. Không phải nó bị dính vào tay này, nó không dính được. Chị thấy nó cũng khít vào rồi đấy. Đúng rồi, không mình vảnh lên. Móng nhọn không làm vảnh nữa. Nó hơi xuống để tí khi mình vút bột ra thì nó sẽ gặp mình nó. Móng vuông là móng các bạn móng thì hơi thấy một tí móng nhọn này. Ừ. Cái này là đi học người ta bày ấy. Ừ. Ngày xưa thì giờ anh cũng kiểu cũng làm, nhưng mà mình cứ kiểu gắn vào mình làm bừa thôi, mình không biết. Phải đi học thì mình biết được. Ngày xưa lúc em gắn cái bộ ra là bộ đầu tiên em làm ấy, em không biết cắt cái này để cho form nó gọn là cái móng cái bộ đầu tiên em làm nó bị to dã man luôn ấy. Chỉ đút vào thôi chứ không cắt. Tại hôm chị nhớ hôm chị chỉ ngón đầu tiên chỗ của em nó vừa rồi không, em không cắt. Thế em phải em làm những ngón kia là em cứ đút vào thôi, em không cắt cái gì cả. Nóng nóng lắm. Cái bút đâu nhỉ? Bút đã bột anh đi. Bút kia. Quanh đây rồi. Đây. Đây. Có phải clear chứ gì, đúng không? Có là clear mà. Đây, clear đây. Được xem không Đức? Nhà đây. Chị là người đập cửa sổ à? Hay là bọn kia? Bọn trẻ con à? Em tưởng chị coi nha. Mày xem mà không được kể với ai nhá. Nghe chưa? Không được kể cả Đức ấy. Làm nhá. Mất nghề của chú Đức. Tụi sao làm sao? Đâu gì? Đâu gì? Con nó bị lỡ con. Đúng rồi, thỉnh thoảng ấn vào. Thế là làm tiếp làm cực kỳ vọng. Chưa chọn quá hơi bộ như ngồi lắn như còn làm phen từ trên dưới lắn mới cần luôn em thì chưa anh làm cũng làm như của em này. Đi học về luyện cũng bây giờ anh không biết là làm như thế nào hơn là đẩy từ dưới lên hơn hay là cái hơn, nhưng mà theo như anh ấy nói mình đẩy từ dưới lên hơn thì mình sẽ tạo được cái phèn mình, cái độ dài mình nó dài được đến đâu,
Ví dụ em kéo đây có khi em kéo tầm này hết xăng rồi, nhưng có thể em làm cái móng dài lên đây, em đẩy kéo từ dưới lên em kéo độ dài nó thoải mái hơn. Chị cũng thấy thế. Đấy. Nhiều khi ví dụ cái móng dài lên đây chẳng hạn đúng không? Mình làm mình kéo từ đây lên đây mình chỉ kéo tầm này thôi là mình phải dựng cái cần đây rồi. Móng dài đây mình có thể kéo từ đây đến chỗ này tí mình bồi thêm trên dài thoải mái. Nhưng nếu mình ra thế đây thì mình đặt ở gần ở ngoài. Đây mình muốn cái fan của mình dài đến đâu thì mình đặt cục bột ở chỗ đấy. Đây ví dụ như cái này đến đây, anh làm cái fan nó đến cho tầm này tầm số 3 chẳng hạn. Anh nhìn cho bạn đấy là vừa đẹp. Thì anh đặt cục bột ở chỗ đấy. Nếu mà chỉ cần giữ được cái tâm lý bình tĩnh như này như cô hôm nọ chị đi ấy, là không rũa, không rũa, không rũa, làm French là cái pink như thế này không rũa, đang tiếng được thôi nhưng mà nó kiểu nó hạn chế về cái độ dài cái xe của mình. Đâu nếu như mình muốn lắp số 3 thì mình để ngoài xa hơn, xong mình lại bồi ở trong chân nhiều hơn. Ừ. Nhưng mà em cũng muốn làm như này nhưng mà kiểu thử lần đầu mà. Ừ. Chứ anh thì làm tay. Anh học anh cũng như thế. Thử lần đầu ngại tay thì sửa đắp không được mất công lại dán lại cái tip ấy. Em thấy cái điểm của em ấy kể cả mấy món hôm đi học cũng là cái hôm làm mẫu nó điểm yếu nó vẫn bị kiểu cái phe của mình cạnh nó không được lét, thiếu cạnh.
thấy cái người chủ ở bên bên cửa rào đấy là mở lâu chưa chị? Mấy năm ấy? Hình như sau chỉ 2 năm cơ. Đâu cái xúc mới ấy chứ hả? Cái xúc mới tôi cũng to đấy hả? Ừ. Đâu sau 2 năm sao được hả? Đâu nó chuyển ra. Cái lúc em thấy cái xúc em dựng lên cũng đông khách luôn đấy đúng không? Ừ. Bị một cái mé bên này kiểu nó không cân bột như hai bên. Đồ chơi về chỉ có muốn chỉ có những cái đồ gì nhét được xuống dưới đấy. Xanh. Nhưng mà sao chắc nó không nổi đâu. Không có thêm cái gì như là tạo thể ít. Ở dưới chân em có mấy cái ông ấn này. Cái này cũng hay này. Em muốn ấn không? Bột không? Xong rồi cho ấn trong ạ. Cái anh nhưng cái, em nhìn cái này nó không được dày như của anh ấy hôm học rồi. À nó không được mỏng. Nó không được mỏng, đúng. Cái đấy khó mua lắm. Về Việt Nam chắc em nghĩ đầy. Việt Nam những cái đồ leo này nhiều. Ừ. Tập luyện cứ vài tuần làm cho nó kiểu nó quen tay. Ừ. Xong đến lúc mình đã thử làm bấm thời gian chuẩn. Cứ hai tuần lại gặp mặt ở đây, nếu cảm giác mà không làm được form thì mình làm tiếp nhỉ. Nhưng mà làm form thì nó đẹp hơn. Lúc chuẩn lúc đi thi ấy, ví dụ làm tiếp mình có được dùng vào để mình cắt cái gầm lên không? Như cái đầu móng của em. Không được. Không được không? Hình như là cái đấy chị không chắc chắn lắm. Hình như là không được. Tại vì tay sao mà hình như là không được dùng bào luôn ấy. Ờ. Không được dùng bào nữa là chị. Khó nhỉ, không được dùng bào thì làm tiếp khó. Cái cạnh này bị giống cái mép này ở bên kia chỗ nhiều cái clip thở hay gì biết mà là mình định nghìn năm sau mà đỉnh nó cái gì đó. Ai tặng như mình đâu, quan trọng rồi. Nên sau là chị sẽ tìm một con nghề mẫu thì muốn làm luôn hẳn một bàn tay của nó xong chụp ảnh. Hôm nay là chị tìm cho em một con người mẫu ấy. Ừ, xinh. Phải xinh à? Tươi, phải tươi. Phải xinh nhỉ? Phải xinh mình mới có động lực làm.
thật. Người mẫu mà xấu xấu béo béo thì làm sao mà làm được nhỉ? Khi mà chị tìm người mẫu là chị bắt nó gửi ảnh tay của chị, cái tay của nó. Tay nó đẹp. Chị cho con nào nó kiểu cả nó hơi. Hôm nay bây giờ bảo mày gửi hình ảnh của mày nữa. Nhưng em thường thấy con nào với tay nó hơi bù bấm một tí ấy, thì cái khóe tay của nó mình tạo rất đẹp. Làm cái quan trọng cái tay của nó. Em thích con nào cái tay thẳng thẳng thẳng. Nó hơi bụ một tí ấy, thì mình đẩy cái khe này cái hố nó được sâu nên cái ảnh của nó lép. Làm một bồn mẫu là hết ngày rồi. Ngày quá. Hello, cái gì? Amy Vũ, bạn của Đức à? Lao xuống đi chơi em ơi. Ở đây toàn anh độc thân. Amy có bạn trai rồi. Thế mà bảo chưa có con này. Mới có. Là mới có. Chắc mới có. Mới đầu thì cũng bị qua loa ấy. Em ơi, hôm nào xuống đi chơi. Design xong đi thi nhỉ? Ừ. Ở trong đây này, cái form ở trong này em nhìn đi, nó dài cực kỳ. Ở trong cái này gì? Thấy không? Ở trong cái túi. Đây. Ui cái này. Làm mà dài hết cái này thì thôi luôn nhỉ? Ừ. Nối được nữa mà. Như cái kim à, như đúng là cái này. À là cái này chị làm nhá. Ừ. Bằng cái này á. Ừ. Chị đắp bột cho nó tràn xuống bên dưới à? Không. Chị... À, cái đấy là cái bí mật. Cái này có cái hồi xưa hồi Đức mà. Hồi Đức mới muốn học phô mà em đắp cả nó dưới không được bảo là cái... em chưa được là... em chưa được chỉ là ruốc kiểu gì mà cái đây là cái em thăng lắm cái bóng xuống dưới em đâu được chỉ cái đâu này em đắp cái khuôn mà đúng không em đắp bóng xuống dưới này tại vì em đã được chỉ đâu không phải đắp xuống dưới anh nghe không rõ mình phải lắp cái khuôn mình vẽ cái khuôn xong rồi mình vẽ đúng là đắp xuống dưới nhưng mà mình phải tô nó trước đã. Yeah. Tô nó theo cái shape mình muốn hình vuông hay hình tròn hay hình gì thì mình phải làm xong, một cái bộ. Tờ giấy riêng xong rồi mình dán sắc vào đấy xong rồi mình lấy cái bút chì ấy, mình tô nó thì mình đắp theo cái hình khuôn đấy hiểu chưa? Ví dụ là cái nó như thế này cái đúng không? Dưới. Đây đúng không? Thì mình muốn là cái hình hello, chẳng Amy. Hạn mình muốn hình bướm ở đây. Thì mình lấy cái tờ giấy này. Mình cắt ra cái shape mình muốn, mình gắn vào đây. Mình lấy cái bút chì mình vẽ nó. Yeah. Rồi nó sẽ ở trong cái khuôn đấy nó sẽ ở đây đúng không? Yeah. Thì mình đắp bột theo cái hình khuôn đấy. À. Thì đúng là mình đắp ở bên dưới nhưng mà mình phải tô nó trước chứ không phải là mình cứ tự đắp mình hình dung mình đắp đâu mình phải căn nó trước đã cái này chị phải thật bóp cái shape này thật nhỏ vào nhỉ. Ừ, đúng không? Mình vừa đắp mình vừa ấn cái bên dưới này thì nó không bị phình ra. Ừ. Và mình khi mình đắp xong mình bóp luôn. Xong mình có thể lấy cái đầu gầm mình khoét. Đây cũng được. Mình thích khoét thì mình khoét đúng không? Ừ. Với cái dáng móng đấy là cái cơ bản là phải thẳng cái mình phải tại vì khi mình muốn làm ra shape nào mình cứ rũa sau cũng được cái cơ bản nó phải thẳng nó mà lệch thì thôi rồi
Cái này nó mỏng quá mà nó kiểu mềm luôn nhỉ? Đúng rồi, nó dễ bị lệch đấy. Rũa cho đến khi nó vào như này luôn là chị? Ừ. Nói chung là chỉ phải mất 2-3 hôm chị làm xong 5 ngón. Có nghĩa là em cả tuần. Tối em ra sốt làm lúc rồi. Ngày và có nghĩa là tuần. Giờ em có nghĩa là mình cứ phải ôm bên trên, còn bên dưới là không được rũa nữa nhỉ? Rũa hết đấy em. Bên dưới là mình rũa cho ra cái khuôn này thôi, còn không không. Cái chỗ này là mình dùng bào đúng không? Mình bào mình quét hình tròn. Đấy. Xong rồi mình vẫn lấy cái rũa mình rũa. Rũa ở dưới. Rũa ở trên, rũa ở dưới. Rũa hết. Chỉ bào để làm cái hình khuôn đấy thôi cho nó nhanh. Bây giờ anh tháo cái này ra được rồi đúng không? Tôi cứ đại cả nhé. Tháo được cũng được, tại mình có clear ở dưới thì cũng có tiếp thôi. Mi nấu ấy. Dậy. Ừ. Chị chịu. Thế này anh để làm. Chị làm. À, chị làm. Chị làm như Mi nấu kèm chị. Mi nấu là thầy. Ừ. Thầy đỉnh của đỉnh. Kinh khủng nhỉ. Thằng này nó không thắc mắc là sao lại làm được ra như thế nhỉ? Ai mới làm thế mà. Móng tay này, cái móng tay này đúng thật là không có ai là hoàn hảo cả, càng học càng nhiều nhỉ. Càng mê nữa càng nào mê. Là đến đích đấy. Càng chả bao giờ là đến đích. Cái neo này chả bao giờ em thấy ai là đến đích cả, càng học càng nhiều. Nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Càng mê càng mệt. Hello anh Đức đây. Hello. Hôm nào em xuống chị dạy em một khóa nào. Hôm nào xuống đi chơi em. Lâu có mình lâu rồi, chắc chạy ra ngoài. Chưa đang xem. Đâu, cái con mình ấy được cũng lâu rồi. Khuất quá nhỉ. Để tôi nhớ để em chỉnh lại cái máy. Anh Tuấn và anh Trí nghe cái pen này của mình rồi. Chăm chút hơn một chút thôi. Ông ấy biết cái ốm gì. Không, như cái đấy là cái lỗi căn bản nhìn mắt ra ngay chứ. Không, anh bảo chị dẹp. Dẹp cái mặt anh ấy. Cái cúp này là giải mấy chị? Giải nhất đi mày. Quán quân à? À quán quân. Chị nhận một lần 2 cúp luôn à? Một số 1, một số 2 đúng không? Một số 0, số 3. Chị làm French chưa được đẹp nên là thua thằng Tiến Anh. Nhưng mà thế nào cái hôm mà đi học móng của anh cũng dày, móng của em thì nó thanh, cái okay. Cảm giác em càng làm nó càng bị dày ra thì phải. Giờ mà đưa cái cốc này ra sốt
Đưa cái cúp này ra shop xong để tượng trưng để tay giả móng của mình ra cho khách nó nhìn. Ừ. Bày ra ở trong shop nhìn nó chuyên nghiệp hơn đúng không? Nhìn nó thích. Nhìn nó. Đúng rồi. À bây giờ Đức chơi quả double French à? Double đi. Cắt tiếp, rũa đi phát lửa gì? Ừ. Ok. Này, cái đấy nó mới là gọi là ok đấy. Mà làm sao mà cái French đầu tiên nó phải đẹp bằng cái French thứ hai, nó phải đẹp bằng cái French đầu tiên, nó phải đều. Khó luôn đấy. Em thấy khó hơn nữa. Làm được. Mình có thời gian. Mình đi thi mình không có thời gian, mình cuống lên thôi chứ. Chưa mình ra được ngay. Tại vì em bị bột em bị khô ở chỗ này rồi. Ừ. Bây giờ em mà đắp lên kia ra ngoài thì nhìn nó thành to quá. Nó bị đóng máy nữa rồi. Nó to ra tận đây rồi. Thôi làm một cái thôi. Đừng có làm hai cái. Bây giờ em cứ tự tạo ra thôi. Em nghĩ ra cái gì em tự tạo thôi. Nó không được ra cái này mà ra cái khác. Đúng. Mình cứ tự vừa làm vừa nghĩ. Màu này đẹp ấy. Lấy màu xanh này xem thì nhìn nó ảo đấy. Màu này đẹp. Đây chị bảo là chị đang ở dưới Man ở London đấy. Chị hả? Chị đang ở gần Manchester em ơi. Là xuống đây chơi anh chuyển về đây làm rồi. Xuống đây em ơi, à, từ London đón tàu. Yêu từng là 2 tiếng rưỡi. Không. Đâu? 2 tiếng. 1 tiếng 40 phút. 1 tiếng 3 mấy phút thôi. 1 tiếng 33 phút thôi. Ừ, một tiếng 40 phút đi. Đi xuống chơi. Là xuống thẳng đến đây luôn. Đi xuống từ tối thứ bảy tới nhà luôn, nghỉ ngơi ở đây mà. Nghỉ ngơi ở đây hát hò nhảy bay một đêm ngày hôm sau học. Trong quần áo ở luôn cái này khi nào ra ngày và giờ nó làm giỏi rồi còn gì, làm đỉnh đi ba, giỏi thì phải lên đỉnh. Muốn học cái gì thì chuyển hết, cầm quần áo xuống đây. Bọn trẻ toàn ở London. Nên là nó nhộn nhịp hơn, nhiều chỗ ăn như chơi hơn. Như em ấy mà kiểu là một đứa có suy nghĩ là mình muốn đổ không khí một tí lớn là làm thế nào. Muốn về để đăng ký tiền để về với má. Nhà lên đợt không giữ được tiền. Không thể nào giữ được tiền. Không có tiền. Thế tôi phải đi. Là ngoài tỉnh là ấy nhất, lành nhất. Cố gắng giữ một tí tiền. Bây giờ bảo là bà chơi với má mà bảo má gửi tiền sang. Bây giờ chơi một cục đấy, kỹ ra ngoài đánh màu gì ra ngoài. Cái này rũa thế mà khó nhỉ. Ra ngoài cho ấy rồi. Cái gì rồi? Dùng clear. Clear đấy. Không, em cái phần ở ngoài ấy, bây giờ mình cho phen 2 màu rồi, còn cứ màu ngoài mình lấy màu ngoài làm design ấy. Cho kim tuyến các thứ lên. Đúng rồi.
À chỉ có cái phụ lông foil. Có. Em nghĩ là em sẽ không làm được cái gì cả, em sẽ đặt tất cả ngoài là màu foil hết. Đấy em tự tạo ấy. Phải rũa cái kem đi đó. Cái kem kia là không, cái kem này nó sẽ không được ghép vào được như kem đầu tiên này. Đây. Không có chủ bụng, không có chú ý làm cái đấy. Cái này đâu phải là foil đâu mà. Trên đây là glitter rồi, chứ cũng có cái foil ấy, thế là đâu rồi. À, chỉ như là bị nhầm nhúc cầm về mất rồi. Ngay từ cái ngày mà em đi làm nail, em thích có một cái phòng như này dã man luôn. Nhưng mà điều kiện mình không có phép để mình đi làm thuê ở đâu hay mình thuê phòng cũng không ai cho mình tha cái mùi liquid này về. Khó. Mấy con người làm được bằng cái dâu phoe. Đúng rồi, cái đặt cả phê lên xong hơi đặt cả miếng to luôn xong hơi bóp lại nhăn nhăn một tí. À ok. Nó cũng đẹp. Thế nào? Ừ. Nhưng mà cái thế cái miếng đấy là phải miếng to đúng không? Vâng, cứ kiểu cái phoe mình đặt lên mình xé ra mình làm ở trên móng. Đấy cả miếng to đặt lên luôn xong mình hơi đùn đùn vào cho nhăn 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 một tí. Phủ cả lia lên nhìn ở dưới nó vẫn kiểu có hiệu ứng màu vàng nó nhăn nhăn nữa. Hình như chị nhìn cái đấy ở đâu đâu ấy nhỉ? Thôi, em cũng xem livestream ai làm cái đấy vậy. Hay xem một đoạn clip. Đúng rồi, để cho nó nhăn nhăn xong rồi. Đúng rồi. Hiểu mình nghĩ được ra cái gì chưa? Chưa nhỉ? Mình làm theo anh nhé. Cái thanh hai cũng là kiểu bị xấu rồi đây. Mình không có sử dụng ngón này. Em dùng cái lưới này em ấn bao giờ chưa? Nó cũng tạo cái nhìn thấy nhiều người làm lỗ lỗ rồi. Cái kiểu như tục cái tổ ong ấy. Đúng không? Nó cũng kiểu kiểu ấy, nó giống như cái kiểu như con cá hơn. Cái món này khó đấy nhỉ. Mình phải cứ phải làm thôi. Lần đầu chắc chắn là không đẹp được, nó phải có lần đầu một tí kinh nghiệm, lần hai, lần ba, lần bốn cái gì cứ phải làm thôi. Này cái fan thứ hai bị xấu rồi, bắt một cạnh bên ngoài thiếu rồi. Chắc này sẽ cho cái là ở trên nó bé hơn tí. Cũng lộ lắm xấu rồi. Mất luôn. Lát nữa làm mấy viền vẽ vẽ ở cái chỗ friend, cái chỗ hồng hồng ấy. Vẽ liner. Hiếu vẽ liner được đúng không? Chắc vẽ đẹp không nhỉ? Thằng này vẽ được, thằng này vẽ nét. Thì em thử không biết là có được không? Để xem chắc chắn là được, không muốn làm được không? Không nhiều vẽ mỗi cái line nó khó ra nét lắm anh nhỉ. Vẽ chị thấy vẽ đường thẳng khó nhất.
cái phèn mình nó bị xấu luôn đấy, kể cả cái phèn hồng ở trong nó cũng không được. Thôi chụp ảnh giấu giấu cái xấu đi. Chắc chắn là người ta gọi là giấu dốt nhỉ, chỗ nào dốt mình giấu. Không phải giấu dốt là nghệ thuật, là ánh trăng lừa dối. Không phải là dối dối. Không, nhưng mà em là lỗi chỗ nào là em giấu chỗ đấy. À, anh vậy luôn. Giấu kiểu gì, giấu dùng cái gì giấu. Mình không chụp gặp cái cạnh này đấy, mình chụp nghe em chứ. Cái móng thì chắc chắn là phải có lỗi rồi. Yes, đúng rồi. Khó quá, mình làm hoàn hảo lắm. Đương nhiên chụp mặt cũng thế, chụp thẳng xấu như ma, chụp toàn chụp từ đằng sau nó cả miếng ngang. Đúng không? Đúng. Design liên tiếp. Cứ làm một ngón phen trắng đã một tiếng, mà làm cái này chắc tiếng rưỡi nhỉ. Tiếp theo là gì đây? Design. Tôi cứ rộng cả là không phủ cái lên thôi. Tại vì đồ của chị cũng có, bây giờ mình lại phải đi lục đồ mới bới đồ xong rồi vớ được cái gì và làm cái gì. Không biết có gì trong tay thì mình làm cái đấy. Cái này cho xả cừ và cũng đẹp. Ừ, thì xả cừ nó có vân, nó cũng có hiệu ứng. Này mà đi thi là cuống ấy. Tôi đi thi là mình không phải khâu không phải phải chuẩn bị trước là mình sẽ làm cái gì. Và luyện trước 1 tuần 2 tuần. Nhưng cái này mình dẹp vợ đi thi của 2 tiếng mà không thể làm, mình ngồi đi nhặt bốc đồ lên mình gắn một tí là được, càng hạn chế càng tốt, mình sẽ tập trung vào những cái khác để mình rũ lên những cái khe nó sắc nét hơn hay lắm, nó sẽ ok hơn là mình đi ngồi mình gắn cái này lên. Đấy, nghĩ ra một cái design mà có thể đơn giản mà đẹp nó cũng rất là khó nhỉ. Mà nó phải khác với những cái gì mà đã ở ngoài đấy rồi ấy. Đấy, càng ngày kiểu nghĩ ra một cái idea cũng rất là khó. Như để một cái như vậy tay em thấy leo bây giờ nhiều khi có thể là có người theo cái lối kiểu theo cái lối nghệ thuật thì chỉ bảo là có thể nó vẽ nên một móng mình nhìn nó phát mình cảm giác đấy nó là một cái bức tranh. Nhưng có người là không đi theo lối là thật, kiểu đơn giản những mốt con run thôi, nó là cái tranh gì nó chả là cái tranh gì và chả là cái mốt mấy gì cả, nó chỉ là con lòng hoàng lên trên đấy thôi. Đi theo cái quan trọng cái dáng móng và
cái mình cho lên ấy, nhìn trông của nó có một cái gì đó nó không giống ai, vẫn cứ là đẹp, vẫn cứ là ok, không cần phải là mình đi theo nó không giống ai. Tí chắc em cắt được phát thôi, cắt hai phát sẽ em cắt được. Được. Thời gian để mình ngồi kiếm tình ngắn không biết rồi. Thì em cắt được phát thôi, cắt phát xong người ta ngoáy mang bồ. Ngoáy mang bồ, ừ, đúng rồi. Thì mang bồ màu xanh như màu trắng này luôn nhỉ. Ừ. Màu xanh này luôn, là màu trắng. Con người làm đúng không? Lâu rồi em chưa làm mong buồn, lâu lắm rồi. Anh Tuấn tay nghề cũng 10 năm rồi đấy nhỉ? Mấy mấy năm rồi. Ừ. Mà vẫn chỉ thợ phụ. Anh không làm, em nghĩ anh Tuấn cũng lỗ tay. Đúng rồi, anh cũng gọi là ok, không phải là anh không có thích. Anh không làm đẹp nhưng mà anh ấy làm được. Anh ấy sơn ok. Nhiều không thích bằng tay. Ừ, đây là anh biết rằng anh không... không phải công việc của anh, nếu anh là vào công việc và có công việc thì em là làm cái kia là vừa cái ngón út của em. Cây này xe lên rồi còn phải đợi nó phê duyệt nó mới cho lên. Nhiều nhóm như thế luôn ấy, nó thải bài, nó vứt bài mình ra luôn ấy, nó không ấy mà. Nhiều cái trang nhóm mình thấy nó, anh cũng đang muốn ao ra luôn ấy. Chả có cái tác dụng mình cái xe bài mà chúng ạ. Chặn luôn mình mà. Cái gì ai? Nhưng chẳng gian bếp ấy. Nó phải leo ấy. Xe bài lại chưa có thứ lên. Cho nó không chấp nhận vào. À thế à? Thế em xe vào? Không. Để em nói thế. Anh không đánh cho mất mấy cái phoi bên trên cái mặt đó. Ít mà rũi đi. Như em làm để em muốn em đắp kiểu đẹp ngay, em không rũi nhiều nên em thấy từ vừa em bảo nhiều người đắp tuyết le ra đấy, mình tạo nó lét thôi, cứ mình rũi mất cái đi mà mình muốn để. Nhìn nét đi, bây giờ cho cái đấy vào nhìn được, nhìn nét. Cái này mà muốn làm chuẩn theo ý của mình cũng phải là đồ nghề của mình nữa chị. Đúng rồi. Thật mà. Tất nhiên là nó là... Đưa em, mình ngồi lại mình nhìn đi. Thọ leo ngày xưa mà thọ đỉnh. Cục bột kẻ ly quyệt khô đi cái đắp xong mình mà đưa lại cái ly quyệt vào đắp thì thôi. Lúc kia ngồi vẫn bị bóc ra là chuyện bình thường, người ta bẹt bẹt. Không, chị không làm được ấy. Bây giờ bảo chị đắp một bộ bột màu mà dùng mỗi cái ly quyệt khô kia là chị chịu. Ít nhất cũng phải cho một ít kia nước chảy vào cái bột, cái nước cái nước cứ chảy rồi mix, chị hay mix 60-40. Em đắp này cũng phải cho mít thôi, cả liquid kể cả đắp bột gì em cho mít, không đắp biết đắp acrylic bình thường thì nhiều khi phải cho cũng không cần lắm,
mùa còn nếu mà bột màu cơ phải có cái đấy, còn nếu mà bột đắp bột natural không thôi thì cũng được. Ủa, anh trai đến chưa? Đâu anh trai em đi không ở Hoàng Nam ba đấy. Anh trai gần đấy à? Anh trai em cũng ở bên gần đấy. Ờ, làm đấy à? Ở hết mi ấy. Dạ, à học. Học ở tiệm mà anh ấy à? Nhung. Em trai anh trường ấy. À gần Wigan. Thế không phải ở Wigan đúng không? Em không biết. Không, hình như không phải Wigan. Không phải Wigan đâu, ở Hickley gì đấy, đi thêm một bến tàu nữa. Đấy, làm form như nhìn nó, cái dáng móng nó đẹp, đẹp hẳn. Ui, trông như quỷ ấy. Tí để rũ đi đây. Chị đã nhìn được ra rồi. Đáng nhẽ là phải và đây lâu rồi mới đúng. Ừ. Đấy phải đúng. Cứ thích ở London cơ. Theo cái con nào không biết. Đấy phải về đây lâu rồi mới đúng. Thực khi mình làm em nó cảm giác là hưng phấn, ngày mai đi làm chắc chắn là công việc tốt mình sẽ tốt hơn. Kiểu lâu mình không động cái sở thích của mình đi làm nó bị chầm chầm nó chìm. Ừ. Nhiều lúc kiểu bị nản. Không tạo hưng phấn cho mình. Ấy. Ừ. Lâu không ấy là bị nản. Em nhiều lúc em chán neo. Cứ làm cứ ăn được cứ làm ăn được cứ làm. Chỉ có thế thôi. Nhưng mình có cái bui riêng của mình thì ở trong người mình tự khắc cái máu mình nó bị dâng lên. Có vài người cũng hay. Lần sau là chị sẽ gọi con người mẫu đến xong rồi làm 5 ngón xong chị sẽ chụp. Chị chụp xong chị thi. Chưa, cho mẫu cho làm cho ba thôi. Thi đã đến giải rồi thì còn lâu. Kiểu bây giờ đến mình phải làm, phải nghiêm túc, phải luyện vài lần đấy chứ. Không phải là một phát ăn ngay chụp ngay. Online mà. Online mình cũng chưa, cần ngay cứ từ từ làm cho nó không, luyện tháng nó. Tháng 8 đấy, đến đâu, tháng, từ giờ đến bây giờ tháng 6. Tháng 8 chị về chưa? Anh chưa, Tuấn về chưa? Anh ấy đi kệ chị ở đây này là vì đam mê. Chị ở lại là vì đam mê. Chị xong cái ấy là chị mới đi. Nên là chị cũng muốn là kiểu thế, như là chị Tuấn em mình là... thích đam mê nên là chị em mình sẽ vào chưa cái được luôn. Anh Tuấn là về trước à? Ừ. Tầm tháng mấy là anh Tuấn về chưa? Tháng 7. Ừ, là sang tháng nữa. Ừ, chưa biết ngày. Sang tháng về rồi. Rồi sang tuần mấy anh em đi chơi. Đi. Dạ. Chơi gì? Cuối tuần sau. Mình em định đi đâu? Đội bóng. À. Đội bóng đi chơi. Chưa, anh chưa đi nhanh nên anh còn đợi liên hộ chiếu còn lâu. Chưa biết ngày đâu. Có tháng 7, tháng 8 đi. Cứ 7, tháng 7, tháng 8. Chưa biết ngày đâu. Cuối tuần sau đội bóng đi chơi. Đi. Anh Tuấn bảo trước khi về cũng đi chơi một hôm nữa mà. Đi. Trước khi anh về anh tổ chức tiệc chia tay. Đi bay. Bay. Cho anh bay một đêm. Phá cánh. Lâu anh không bay. Tuấn chắc lâu không bay nhảy. Năm bảy năm rồi đấy. Nhảy không được dẻo. Năm bảy năm rồi đúng không?
lâu lắm rồi đấy nhỉ. Hình như là lần cuối cùng là cái thằng thằng Rio nó 1 tuổi nhỉ. Chơi được một tí không đi bấu bên vài anh bấu mấy suýt tưởng chết đi. Đứng mạnh thì đấy chơi mạnh quá à. Khó rồi, khó bữa đắp cái cục con lia dày quá không, cái cục màu xanh lại đắp cái đầu xanh nó thấp quá. Thầy có nhận học sinh không nhỉ thầy? Thầy Đức ơi thầy. Có. Cái đập màu xanh thấp có biệt cái lưỡi nó phủ trên nó mình lỗ chứ nó không lòi được cái màu xanh ra luôn ấy. Đấy. Tôi bảo sao không có lần đầu thì mình không phải không kinh nghiệm được. Lần đầu là xong mới rút kinh nghiệm để cho cái màu xanh nó đầu nó tường nó cao lên. Ừ. Bên cái tường bị thấp quá em không moi cái tường ra luôn ấy. Từ đầu anh mặc cỡ xuống là đỡ hơn rồi đấy. Vẫn là trên cái clear mà chưa xuống có xanh chưa. Clear nó cứng lắm. Lúc Hiếu nói thế chị cũng hơi thắc mắc. Nhưng mà chị kệ. Thắc mắc gì? Thực ra là mình lấy ra trước thì nó đỡ bị mất cái clear đi. Sợ tí mình rũa nó lại không được theo cái shape mình mong muốn ấy. Thì màu xanh hơi mỏng không. Nếu mà mình làm cái gì cũng ngay gọn từ ngay từ đầu ấy thì cái gì nó cũng rất là dễ, nhanh hơn. Cái làm cái gì cũng gọn từ đầu. Em hay làm gọn từ đầu. Ừ, thì cái về sau nó sẽ dễ và nhanh hơn. Mình như càng lâu càng không được gọn lưỡi phải. Thì chứ là đó em đi học em cũng tỉ mỉ cũng làm gọn lắm rồi em tế thầy té lẹ là giờ mình cũng bài học té lẹ cả. Cái này là gọn rồi. Tôi nhận người Việt mình học rất là nhanh này. Khéo tay. Tay nó học lâu rồi. Cũng một số tay chị gọi là bó tay. Chị nghĩ là thôi cái nghề này không phải cho bạn nhưng mà mình có dám nói không. Mà nhiều tay nó làm xấu nhưng mà nó vẫn mở shop ra làm nhỉ. Ừ. Làm xấu như thế mà. Nhưng, em phải nhớ là nhiều người người ta làm xấu nhưng mà về sau học làm ok nhưng cái service của nó gọi là tuyệt vời. Cái nói chuyện, cái tiếp khách, cái giao tiếp của Tây nó tuyệt vời. Nó, tại vì là khách hàng chỉ cần đến thế thôi. Cái service nó quan trọng hơn là một cái bộ móng đẹp. Theo chị là như vậy. Và đây là mình đam mê nên là nghệ thuật, mình phải kỹ. Mình làm lâu ấy, khách nó bảo không mày không cần phải làm kỹ quá, không cần phải... Nó sốt ruột. Không phải kỹ quá. Ngồi lâu quá nó sốt ruột. Mày ăn tao không cần phải kỹ quá, không cần đẹp quá. Rõ ràng lần trước mình làm nó phải đến 2 tiếng thật đấy. Sao quay em muốn mình làm thật đấy nhưng nó bảo là mày không tao không cần làm kỹ quá. Yeah. Ra để mà ra một bộ móng mà kiểu khách ưng ý thì mình như mình làm thì kiểu nó làm kiểu bình thường ấy, không cần phải nắn nó từng cái khóe rồi từng cái này nhưng mình làm mẫu như này mình nắn từng tí cái khóe rồi từng tí cái đường cắt đường vẽ mà nhiều lúc mình nhìn thấy lỗi nha nhưng mà khách nó không nhìn thấy nhỉ. Đúng, khách nó nhưng nó không nhìn thấy đâu thì trường hợp nó méo quá hoặc là nó rõ quá ấy, thì khách nó mới biết.
mà kể cả không phải là khách đâu mà kể cả nhiều nhiều người chủ cũng không nhìn thấy luôn như vậy. Chuẩn. Tại vì mình đam mê nên là mình soi kỹ. Soi. Mình soi kỹ tại vì mình đam mê, mình thích. Các thánh soi toàn là nếu mà thợ soi thợ thì thôi. Nhưng ngày xưa mà làm một bộ full set xong rồi chỉ cần phẩy phẩy mấy cái kiểu gọi là cái gì, cái đuôi gà. Ba cái phẩy phẩy mà khách nó wow. Bây giờ nhiều bà cũng thế mà. Nhiều bà vào vẫn thích vẽ kiểu vẽ làm phen không phải phẩy mấy cái đấy. Không phải nó mỗi cái phẩy một màu trông hơi xấu, hai ba màu thêm tí siêu bò vào nữa thì đấy. Ok luôn. Khách nó wow, trong khi đó mình nghĩ không sai. Không, cái hồi mà em làm cái kia em lúc nào em làm em cũng nghĩ là mẹ mình làm cho con này mà nó cứ bắt mình làm thấy nó xấu như thế rồi về bạn bè của nó chê xấu thì nó không đến đây nữa thì sao nhỉ? À. Mình nghĩ như thế. Cho nên là nhiều lúc mình cũng muốn giải thích cho khách là mình làm như này xấu lắm. Nó cứ thích. Đúng rồi đấy. Mới làm cái đầu fan của cái này nó bị thấp quá, việc cờ ly nó cao hơn. Nên nó không bị được, không cái nét nó không được sắc, nó không nổi lên. Ừ. Thôi hẹn chị lần sau. Vẫn đẹp. Đây là chị em mình học hỏi, đây chị vẫn còn học cơ mà. Đây đang luyện tập. Ừ. Những cái môn này thích thì cũng thích lắm ấy, nhưng mà để mà ngồi có thời gian để mà làm được như này nó là rất hiếm luôn, nhưng mà một có người mà chịu ngồi tay để cho mình làm thôi, nó còn nó cũng là quý hóa lắm luôn. Xin ra trên được một tiếng nhé. Làm sao để biết được bao nhiêu thời gian live được đây? Chị cũng không biết đâu nhé. Hơn một tiếng rồi. Hơn một tiếng rồi. Kiểu nó có cho phép được đến thoải mái. À thế à? Chị chưa bao giờ like lâu thế này. Chị cứ mấy phút xong chị tắt đi. Chị mất cả chị chẳng bao giờ save đâu. Nhưng mà chị cứ chia sẻ đi, tội ngại gì đâu mà. Bình thường nên chơi đi. Bình để có bạn hỏi là nếu không phải trong này mà tại sao phải rũa như này, tại sao mình không bào, thì em sẽ trả lời như thế nào? Em hả? Ừ. Tại bào sao mình không bào mà mình phải khổ rũa khổ thế này, thì em trả lời với bạn ấy như thế nào? Không phải là thích, mà cái bào nó không thể là đi được cái móng dài được, mà nó không thể là nó chuẩn được, không sao mình ôm cua hết tất cả cái đường nhất được. Bởi vì nói thật chứ cái rũa này là nó làm để cho nó vừa với cả cái form móng dài rồi, cái bản rũa nó dài này, còn cái đầu máy nó không tí tẹo theo. Và có bạn sẽ hỏi là mọi người ơi, bây giờ mình dùng rũa nào để gọi là rũa nó chuẩn nhất, thì theo em thì rũa nào thì em thấy là rũa cái form này nó mới đẹp chuẩn. Cứ làm giống như thầy là được. Dùng rũa nào, rũa chẳng hạn như là ở JK này, ví dụ, có cái rũa vuông này, hay là rũa cong này, hay là rũa nào? Đấy, dùng rũa chỉ bán, nên dùng rũa chỉ bán. Rũa chỉ bán là ok. Đi làm với chị ạ? Đúng rồi, ai thế bây giờ hỏi là anh rũa là cái loại dùng ok không ạ? Đây anh mua ở chỗ này em đi lại với chị là tiện, anh sản phẩm này anh đang dùng, đúng là gì đó. Dùng rũa này là ok. Em rũa giống như anh rũa xong video nữa là nó ra móng như này. Không nghi mật, chị nói ra đây về rũa chị cũng ấy lắm, chị cũng khó tính, không phải là... Ngày xưa mình hay dùng một loại rũa, bây giờ chị không dùng được cái rũa đấy. Rũa em rũa ở shop ấy, chị không dùng được. Cái xanh xanh ấy. Ừ, cái to xanh xanh ấy.
cái đấy rũa nhanh. Nhưng mà cái đấy mà rũa lên trên mặt móng là nó rung và nó sẽ dễ đau khách. Cái đấy nó là 80-80 mà. Bọn em làm khách thì lại không rũa bên trong mày đâu. Chả máy. Thế mà cái mà nó rụng nó cứ móng ngắn, móng tròn, móng nào nó cũng cứ như thế này, cứ như thế này. Đồng hồ. Có khi là cũng đam mê hả? Không, đam mê quá. Không đam mê đâu. Không, tại vì nó thấy em dạy nó cái hay móng khó phải hay... nó cứ nghĩ là móng nào sếp nào cũng làm như vậy. Hay bắt đầu đam mê. Đúng đợt này nó làm đỡ hơn, ok hơn đấy. Bắt đầu làm ok rồi. Trước nó làm nó đắp cục bột nhìn ngứa mắt luôn đấy. Nó đặt cục bột lên này nó đặt vuốt hết luôn. Đâu nó dí một cái cho nó tòi lay ra hai bên, nó chạy ra hai bên nó một đầu nó vuốt một cái bên trong thì không có, bên ngoài thì dày cổ. Nó ok, bây giờ nó chỉ cần cái shape và nhưng mà cái bột của nó vẫn phải cần nó phải qua thời gian từ cái này. Hay bị hở cái khóe. Nó chưa tém được bột. Thế chính là nó phải có cái gì nữa, nó phải có thời gian nó mới hiểu, nó dần dần mới hiểu cái tính năng của bột ấy. Không nói chứ mình cứ nghĩ là chỉ cần ấy, nhưng mà thực ra cái thời gian nó cũng giúp mình rút ra nhiều kinh nghiệm ấy. Thì tự trước mình làm em là... trước em làm nhá, em thấy như này tại sao lại như này, hoặc là giống kiểu mình cảm thấy một cái lỗi gì đấy, xong mình làm theo thời gian là mình rút ra kinh nghiệm được để mà sửa. Thế là dễ. Ok, thanks John. Ok, làm ngón này xong rồi ăn xong rồi làm Hiếu làm ngón tiếp theo. Đấy, như chị em mình đâu cần ăn đâu. Không cần ăn rồi. Xem ngồi để em mân mê làm xuyên đêm được luôn. Móng toàn đến 2-3 giờ sáng rồi. Nên mẫu lắm. Thế cũng đam mê với gớm nhỉ? Đam mê mà, thằng này đam mê mà. Nhưng mà trước đây thôi. Bây giờ thì hết rồi. Không có mẫu để làm đúng không? Không có mẫu. Không có mẫu để mà làm. Chứ anh ấy bây giờ mà có mẫu làm cho anh ngồi, cũng ngồi không có mẫu để mà làm luôn. Thế cả đợt này làm ngồi, em không biết ngồi kiểu gì mà nó cứ bị đau cái lưng, đau cái dễ này. Không biết ngồi kiểu gì lắm. Cái chính là càng bị đau. Anh nghĩ là cái chính là không có mẫu. Là ngồi giờ em ngồi lâu em cũng nhức lưng ấy, em cũng ngán. Thế là một phần không có mẫu. Làm nói gì thì nói, như là một số mình làm sao mà có thời gian để mà làm một cụ đẹp mẫu này. Đúng rồi. Chúng ta phải chạy khách kiếm tiền cho chủ. Nhưng mà cái bà Lisa đến rồi bảo tao không có ID, mày tự tạo ID, mày tự làm cho tao đi. Bà nào? Cái bà Lisa mà không làm dài mà không chịu tháo ra làm mới infill ấy. Lisa. À, bà móng dài đấy à? Đấy. Cái bà đấy. Với cả cái bà. Hết thì rồi. Ok. Xuống đi em ơi. Vâng. Đức ơi. Lát nữa giờ đây này, tháo hết sạch tay rồi này. Lát chị trả em mấy chục cái đỡ khổ thân em. Hết hết cả tay. Em đau quá rồi đâu. Chị tháo bằng cái gì ấy? Bằng mồm. Lấy móng. Đau quá. Chị tháo đi. Đi. Xuống ăn đi mọi người. Em thấy móng mày xấu hơn móng hôm đi học ấy. Không, đem ăn. Đem ấy. Ok. Thế tí em làm món út à? Ừ. Hay là em làm tay này cũng được. Món út được, tí chụp phép lên một bàn. Dạ. Dạ mọi người ơi. Ok, bye.